tối 31 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội công bố danh tính 6 bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ cháy trung cư mini xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong số các bị can có nhiều bị can là các cựu cán bộ. Các bị can gồm Nguyễn Đình Quân, Nguyên Tô Trường tổ thanh tra xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, giai đoạn 2014-2016. Hiện là tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng Ủy ban nhân dân phường Nhân Chính quận Thanh Xuân. Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn 2015-2020, hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Nam. Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn 2010-2018, hiện là cán bộ địa chính xây dựng Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Bắc. Trần Trọng Khang, nguyên đội trưởng đội thanh tra xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân giai đoạn 2013-2016 và đã nghỉ hưu. Phạm Tần Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Đình giai đoạn từ 2018 đến nay và Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng công an phường Khương Đình. Trong số này, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Nguyễn Đình Quân, Trần Trọng Khang, Chu Xuân Sơn, còn các bị can Nguyễn Thị Kim Trang, Phạm Tần Anh, Nguyễn Tuấn Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài 6 cá nhân trên, ngày 13 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy. Trước đó hồi tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70, trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình với quy mô 6 tầng. Nếu chủ đầu tư xây dựng đúng phép thì công trình không thuộc diện phải áp dụng quy chuẩn 06 năm 2010 về an toàn cháy cho nhà và công trình. Tuy nhiên trên thực tế, công trình xây dựng vượt tầng dẫn đến thuộc diện phải áp dụng quy chuẩn 06 năm 2010 và các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Cụ thể năm 2015 Thời điểm công trình xây dựng sẽ áp dụng quy chuẩn Việt Nam 06 năm 2010 của Bộ Xây dựng, trong đó quy định nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy như giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, song thực tế chủ đầu tư không tuân thủ các nội dung trên. Công an Hà Nội cho hay những sai phạm của công trình trong quá trình xây dựng đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng không triệt đề. Vấn đề công trình tiếp tục tồn tại, xây dựng không đúng giấy phép xây dựng vượt 4 tầng dẫn đến sai phạm về phòng cháy chữa cháy và sau đó khó có thể khắc phục được. Công trình xảy ra cháy được xác định không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đã bị đình chỉ hoạt động ở tầng 1 tuy nhiên do đã bán hết các căn hộ cho người dân nên nghiêm quang minh chủ trung cư mini trốn tránh không hợp tác với cơ quan chức năng để có giải pháp khắc phục hậu quả do những sai phạm về xây dựng và phòng cháy chữa cháy để lại theo cơ quan công an trong vụ việc này nghiêm quang minh biết rõ việc xây dựng công trình vượt tầng là không đúng so với giấy phép xây dựng không đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp thực hiện theo hồ sơ vụ việc, lúc 23 giờ 20 ngày 12 tháng 9 năm 2023, tổng đài 114 trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại trung cư mini số 37 ngõ 29 trên 70 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhận được thông tin, trung tâm lập tức điều động 15 xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công an thành phố đến hiện trường. Tòa chung cư mini bị cháy cao 9 tầng, diện tích hơn 200m2, có 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. Chung cư mini này nằm sâu trong con ngõ nhỏ, khiến cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn để đưa trang thiết bị vào tiếp cận đám cháy. Lực lượng công an y tế, tình nguyện viên người dân xuyên đêm chữa cháy tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. Đến 7 giờ sáng hôm sau, lực lượng chức năng kết thúc việc chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, giải cứu 70 người mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu. Nhưng quá thương tâm, vụ hỏa hoạn đã khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương phải cấp cứu trong bệnh viện. Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội ngậm ngùi nói: nếu không có sự quyết tâm nỗ lực của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và quần chúng nhân dân thì không thể đưa được nhiều người còn sống ra bên ngoài, điều đau lòng là vẫn còn quá nhiều người tử vong. Theo kết luận giám định, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3 m, thuộc tầng 1 bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ tại địa chỉ nêu trên. Nguyên nhân gây cháy do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ác quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng loại xe tay ga đặt giáp tường phía nam tầng 1, sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ cháy. Ngay sau vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo đảng, nhà nước, thành phố và người dân ở mọi miền đã dành sự quan tâm chia sẻ với các gia đình nạn nhân thân nhân người bị nạn. Trong thư thăm hỏi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn. Tổng bí thư hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tổng bí thư yêu cầu thành phố Hà Nội cần nghiêm túc kiêm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố trực tiếp xuống hiện trường vụ cháy, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả và sự nỗ lực của thành phố Hà Nội đã chăm lo cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khẩn trương tổ chức cuộc họp bất thường vào ngày 22 tháng 9, thông qua 7 nội dung hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini. Trong đó, mỗi trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ được hỗ trợ 100 triệu đồng, mỗi người phải cấp cứu tại cơ sở y tế là 30 triệu đồng. Thành phố Hà Nội cũng thống nhất hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong vụ cháy. Những ngày sau vụ cháy, Khương Hạ trở thành địa điểm tìm đến của nhiều tổ chức đoàn thể và các mạnh thường quân. Tất cả đều phát tâm quyên góp, ủng hộ từ lương thực, thực phẩm, quần áo đến thuốc men. Những người dân quanh đó cũng lần lượt mời gọi các gia đình sinh sống trong chung cư mini bị cháy về ở cùng trong những ngày hoạn nạn. Trước hậu quả nghiêm trọng trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ba tổ chức đảng gồm Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cũng chỉ đạo tổng kiểm tra giả soát toàn bộ chung cư mini trên địa bàn. Nhiều tổ chức cá nhân cũng đã bị kiểm điểm khi để xảy ra công trình vi phạm trật tự xây dựng, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Điển hình trong đó là ba vị chủ tịch xã ở huyện Thạch Thất bị tạm đình chỉ điều hành công việc để tập trung xử lý hàng loạt công trình vi phạm. Tại bộ họp báo quý do Bộ Công an tổ chức ngày 2 tháng 10 năm 2023, thông tin về vụ án cháy trung cư mini trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc điều tra xử lý vụ án trên quan điểm không có vùng cấm đặc biệt công an thành phố đã đăng ký bổ sung đưa vụ án này vào diện ban chỉ đạo thành ủy hà nội về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo sau vụ cháy trung cư mini ở khương hạ Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Bộ Công an cũng có điện gửi Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác này. Cũng từ sau vụ cháy trung cư mini, những buổi trải nghiệm, học tập kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được người dân quan tâm và tham gia đông đảo hơn. Chương trình trải nghiệm thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của năm 2023 được đồng loạt tổ chức tại hơn 222 điểm trên cả nước với hơn 300.000 người tham gia.